là một cái tình huống mà chúng ta rất rất hay gặp phải mà chúng ta cần phải biết cách thoát thân. Ví dụ như như thế này và quàng cổ vào như thế này. Những cái tình huống như thế này, một là kẻ xấu muốn khống chế để chúng ta bắt đối tượng đi. Hai là kẻ xấu muốn giữ chúng ta để cho gọi là khi mà đánh hội đồng ấy, người khác sẽ lao vào đánh. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để xử lý tình huống này. Và bây giờ bạn Đức sẽ tiến lên và ghi cổ bạn Thư như thế này, và bạn Thư sẽ xử lý nhé. Ok, nào, bây giờ Thư sẽ xử lý tình huống nào. Lên. Đó, chúng ta thực hiện rất là nhanh. Bây giờ hai bạn đứng ra đây. Rồi, bước đầu tiên là khi chúng ta bị quàng cổ, bạn Đức quàng cổ qua. Khi chúng ta bị quàng cổ như thế này thì cái gọng kìm này rất là khỏe. Bước đầu tiên, tay chúng ta nắm lên trên tay của đối phương. Thứ nhất là chúng ta để gần lại cái lực gồng của đối phương. Thứ hai, chúng ta luồn tay trái ra sau. Chúng ta cầm lấy bả vai của đối phương như thế này. Bước thứ ba, rút chân trái ra sau thật nhanh và chúng ta rút ra đồng thời kéo cái tay theo. Chui đầu qua rồi kéo cái tay sau. Kéo theo và chúng ta đối phương sẽ bị khóa như thế này. Khi kéo ấy, chúng ta đẩy ngược tay lên. Càng đẩy ngược tay lên thì đối phương sẽ càng bị đau. Tiếp theo chúng ta đạp vào kheo chân ở bên này, đạp mạnh vào khuỷu chân và đối thủ sẽ bị quỳ xuống như thế. Đó, sau khi thế chúng ta đẩy mạnh để cho đối thủ ngã. Đó, và chúng ta chạy thoát thân đi. Đó, ok. Bây giờ Thư đứng sang một bên để anh sẽ thực hiện động tác này cho các bạn cùng xem nhé. Đây, quàng cổ anh này. Em lên quàng cổ này. Bước đầu tiên cầm ở đây này. Bước hai vòng tay qua đây. Bước ba kéo giật lên như thế này, thật nhanh vào. Tiếp theo là đạp thế này, để xuống này. Nếu là đàn ông thì chúng ta có thể ghi xuống hoặc chúng ta có thể đấm như này. Sau đó là chúng ta đẩy đi và chúng ta chạy thoát thân. Đó, đó là cách xử lý tình huống đối với cái động tác này nhé. Lại một lần nữa. Bây giờ anh sẽ khoác cổ em và để em xem có xử lý được tình huống này không nhá. Em đang đứng rất bình thường. Và anh lên thế này. Lại. Làm chậm anh nhá. Làm chậm, ok. Đây, lên này. Đó là cách khống chế nhá. Và các bạn cần phải luyện tập nhiều để cho nó thành một cái phản xạ.